Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới biến động tăng giảm liên tục do nhà đầu tư chốt lời trong lúc đợi báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong tuần này để tìm ra manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong năm nay. Ở trong nước, giá vàng miếng tiếp tục hạ nhiệt lùi về dưới mốc 90 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 duy trì ở dưới mốc 77 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 16 triệu 700 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3 triệu 900 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 86 cho đến 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 88 triệu 500 cho đến 89 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở 2 chiều mua bán cao nhất tại 75 triệu đồng một lượng và 76 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 86 triệu đồng một lượng, chiều bán 89 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 86 triệu đồng một lượng và 89 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 3 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 86 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 88 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 86 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 88 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 86 triệu đồng một lượng, chiều bán 89 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 86 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 89 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua về chiều bán tại PNG 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phố quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 87 triệu đồng một lượng, chiều bán 88 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 87 triệu 100 nghìn đồng một lượng, chiều bán 89 triệu đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 89 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 86 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 89 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29 triệu 137 nghìn đồng một lượng đến 74 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 31 triệu 637 nghìn đồng một lượng đến 76 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, giá vàng thế giới biến động tăng giảm liên tục nhưng vẫn đang giữ vững ở trên ngưỡng tâm lý 2.300 đô la Mỹ một ounce. Phiên đầu tuần,
Nhiều nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng đạt mức cao nhất 3 tuần vào phiên ngày hôm thứ Sáu tuần trước. Ngoài ra, tâm lý thận trọng gia tăng trước khi hai báo cáo lạm phát quan trọng dự kiến sẽ được Bộ Lao động của Mỹ công bố trong tuần này, gồm chỉ số giá nhà sản xuất PPI vào phiên ngày hôm qua thứ Ba và chỉ số giá tiêu dùng CPI vào phiên ngày hôm nay thứ Tư. Về CPI, các nhà kinh tế được hãng tin Dow Jones khảo sát dự báo với mức tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. PPI được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước. Nhà giao dịch kim loại quý độc lập ông Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters, vàng đã mất một phần thành quả tăng giá của tuần trước vì nhà đầu tư thực hiện hóa lợi nhuận trước khi dữ liệu CPI và PPI được công bố trong tuần này. Các nhà đầu cơ giá vàng lên đang có mối lo ngại hợp lý rằng Fed cần phải có được những dữ liệu lạm phát yếu hơn để có thể bắt đầu hạ lãi suất, chứ không chỉ số liệu việc làm yếu hơn. Tuần trước, giá vàng đã tăng hơn 1% sau khi số liệu việc làm suy yếu của Mỹ củng cố khả năng Fed bắt đầu hạ lãi suất trong năm nay. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đại đa số các nhà kinh tế được hỏi dự báo Fed giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, với đợt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 49% Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đồng đô la Mỹ không có nhiều biến động trước khi các báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố. Với chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, dao động ở trên ngưỡng 105,1 điểm, thấp hơn mức đóng cửa ở cuối tuần trước. Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới là thời điểm quan trọng để quyết định xem vàng có đạt được kỷ lục mới hay không, khi thị trường đón nhận báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số giá nhà sản xuất PPI tháng 4 của Mỹ. Thời gian gần đây, các quan chức của Fed đều cho rằng Fed sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ nếu có bằng chứng cho thấy lạm phát giảm bền vững. Do đó, dữ liệu lần này rất quan trọng và được dự báo sẽ có tác động lớn đến hướng đi của vàng trong tương lai. Chuyên gia ông Ole Hansen, giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Đan Mạch cho biết, các nhà đầu tư vẫn đang duy trì tâm lý tích cực vào thị trường vàng trong thời gian tới bởi thị trường lao động của Mỹ đang hạ nhiệt. Thêm vào đó, với việc lạm phát được kiểm soát, số lần cắt giảm lãi suất dự kiến của Mỹ đã được nâng lên 2 lần trong năm nay, đang thúc đẩy nhiều nhà đầu tư đổ dồn vào thị trường vàng. Theo Larry McDonald, nhà sáng lập hệ thống báo cáo của Report, vàng có xu hướng tăng giá đáng kể và dự đoán sẽ đạt mức từ 3.000 cho đến 3.500 đô la Mỹ một ounce trong từ 12 cho đến 18 tháng tới. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.